Viêm amidan và các thuốc điều trị. Cùng tìm hiểu với tôi trong video ngày hôm nay. Viêm amidan là một bệnh lý phổ biến thường gặp ở tất cả các lứa tuổi và thường gặp ở trẻ em nhiều hơn người lớn. Vi khuẩn gây bệnh thì thường thường là vi khuẩn gram dương, có thể tìm thấy vi nấm hoặc virus. Vậy các triệu chứng lâm sàng của viêm amidan là như thế nào? Đầu tiên là viêm amidan cấp thì sẽ có những cái biểu hiện ví dụ như sốt cao từ 39 đến 40 độ, đau họng, nuốt khó, giọng nói thay đổi và hơi thở hôi. Hay amidan thì to, đỏ. Đối với viêm amidan mạng tính thì sẽ có những cái biểu hiện ví dụ như hơi thở hôi, nuốt vướng, ho khan, amidan to hoặc có hốc bã động. Vậy điều trị viêm amidan như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nghỉ ngơi nếu nguyên nhân viêm amidan là do virus. Vệ sinh răng miệng thường xuyên, xúc họng bằng nước muối ấm hoặc rửa mũi. Tiếp theo thì chúng ta có thể dùng một số những loại thuốc ngậm để giảm các triệu chứng khó chịu ở họng. Về các thuốc uống thì đầu tiên là kháng sinh. Thời gian điều trị kháng sinh là từ 10 cho đến 14 ngày. Đối với kháng sinh thì chúng ta có thể chọn một trong các kháng sinh sau đây. Đầu tiên là nhóm beta lactam, thì kháng sinh đầu tiên trong nhóm này phải kể đến đó là amoxicillin kết hợp với axit clavulanic với liều lượng là 50 kg trên kg trọng thể trên ngày nhân hai lần trên ngày. Tiếp theo trong phân nhóm cephalosporin, chúng ta có thể lựa chọn một trong các kháng sinh sau. Thế hệ một chúng ta có cefalexin và cephalorosin với liều lượng 50 mg trên kg trọng thể trên ngày nhân 3 lần trên ngày. Thế hệ 2 chúng ta có Cephalosin với liều lượng là 30 mg trên kg trọng thể trên ngày chia hai lần trên ngày thế hệ 3 chúng ta có cephalosin với liều lượng 10 mg trên kg trọng thể trên ngày chia hai lần trên ngày cephetamet với liều lượng 10 mg trên kg trọng thể trên ngày nhân hai lần trên ngày ngoài nhóm beta lactam ra chúng ta có thể sử dụng một số các kháng sinh thuộc nhóm khác ví dụ như kháng sinh nhóm macrolonic thì nhóm này chúng ta có azithromycin với liều lượng từ 10 cho đến 20 mg trên kg trọng thể trên ngày uống một lần duy nhất vào lúc đói trong trường hợp trẻ có sốt Đau họng và khó chịu, chúng ta có thể sử dụng paracetamol với liều lượng từ 10 cho đến 15 mg trên kg trọng thể mỗi 4 đến 6 giờ. Kháng viêm chống phù nề chúng ta có thể sử dụng corticoid hoặc kháng viêm dạng men như alpha-chymopsin. Nếu như trẻ có ho và sổ mũi, chúng ta sử dụng các loại siro ho thảo dược. Bên cạnh đó thì việc nâng tổng trạng cơ thể cho trẻ là việc làm hết sức cần thiết. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số các loại vitamin và khoáng chất tăng cường sức đề kháng và giúp cho cơ thể mau nuôi bệnh hơn.